Chào các bạn, nhân việc bổ nhiệm tân bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh, tôi sẽ lấy lá số để phân tích cho các bạn xem là việc lên chức hay là lá số đại vận hiện tại hoặc trong tương lai có gì lưu ý và việc cải vận cũng như việc cải vận có tác động gì tới lá số. Đầu tiên thì các bạn vào mạng sẽ thấy là cái thông tin ngày sinh 16 tháng 3 năm 1971. Và khi tra trên trang ngày lành thì chúng ta sẽ có là Tân Hợi này. Tháng tiết khí vẫn trùng với âm lịch nên là tháng vẫn là Tân Mão, ngày là Canh Tý. Đấy là thông tin tư trụ để các bạn biết được. Và khi xem vào năng lực các bạn thấy là lá số này cả 5 góc trong lá số thì có 4 góc nó đều thể hiện sự cạnh tranh các bạn này. Mặc dù cạnh tranh là rất nhỏ, đây chỉ là 10-20%, nhưng là gì, nó thể hiện tất cả các khía cạnh luôn. Về đại vận, đi luôn vào đại vận, tôi phân tích nhanh luôn cho các bạn xem. Thì đại vận là năm nay 22, các bạn thấy không, tức là đang thất sát vượng, cũng rất nguy hiểm đúng không, lại liên quan đến hỏa, rất là nóng. Và đại vận sau thì rất là thuận lợi, các bạn hình dung không, từ năm 24 này là chính tài đắc lệnh này, đắc lệnh này, sau đấy là thiên tài đắc lệnh, có nghĩa là 20 năm lá số rất là tuyệt vời đúng không. Chỉ còn cái lưu ý là gì, xấu của thất sát nó vẫn đang vượng phải tiết giả, tuy nhiên là gì, có thể kích trước cái chính tài thiên tài, có nghĩa là nó lá số hoàn toàn có thể thay đổi được. Tức là về lý thuyết mặc định là 2024, nhưng mà khi làm sinh cơ cải vận là hoàn toàn có thể kích sớm hơn, có nghĩa là đến sớm hơn hẳn tận 2 năm, các bạn hình dung không. Nên là đây là một cái minh chứng rõ ràng nhất là con người ta hoàn toàn có thể thay đổi được lá số. Bạn xem lá số đến 24 người ta mới vượng, nhưng là người ta vượng trước được 2 năm đúng không, vượng trước được đấy. Nên là không phải là mọi người cứ nói theo như tôi có nói nhiều clip trước là mấy người không hiểu thì cứ đổ hết do nghiệp rồi đổ cho số phận. Thực ra số phận của chúng ta hoàn toàn thay đổi được do có nỗ lực hay không. Chúng ta nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau đúng không? Thì đây là một cái trường hợp tôi nói là sinh cơ cải vận, là người ta có thể thay đổi lá số, có thể đến sớm hơn 2 năm và nó còn kéo dài nữa. Và nếu kéo dài như thế này thì ít nhất là gì, nó sẽ vượng được tận 22 năm đúng không? Đấy là một điều rất tuyệt vời về lá số. Và đây cũng là lá số để các bạn có thể nghiên cứu và tham khảo về sinh cơ cải vận.